top 10 lợi ích sức khỏe của món ăn từ hàu. Hàu vốn là một món ăn đầy dinh dưỡng và được chế biến khá dễ dàng theo nhiều công thức khác nhau. Dù hàu được ăn sống, nướng, luộc hay chiên thì đều được xem là một nguồn dinh dưỡng bổ ích cho cơ thể của con người. Hãy cùng chúng tôi khám phá những lợi ích sức khỏe mà con hàu đem lại cho chúng ta nhé. 1. Đẩy mạnh hệ miễn dịch những loài động vật thân mềm đều có chứa khá nhiều vitamin E và C. -E. Ngoài ra, các loài này cũng là một nguồn dồi dào các khoáng chất khác nhau, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch một cách hiệu quả. Các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của con hàu cũng góp phần bảo vệ chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể người. 2. Tốt cho sức khỏe tim mạch. Hào có những ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe tim mạch chúng làm giảm mảng bám tích tụ trong lòng động mạch một cách đáng kể nhờ vào việc ức chế sự liên kết của nó với các thành động mạch và mạch máu. Hơn thế nữa, hàm lượng magie và kali cao trong hào cũng giúp giảm huyết áp và làm thư giãn các mạch máu. Vitamin E có trong hào còn làm tăng tính linh hoạt cũng như giúp gia tăng sức mạnh của màng tế bào. 3. Cải thiện hoạt động não bộ Hào là một nguồn dồi dào của B12 axit béo omega 3, kẽm và sắt, rất có lợi cho hoạt động của não bộ. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng lượng sắt thấp trong não sẽ làm giảm khả năng tập trung của một người. Bên cạnh đó việc thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. 4. Cải thiện thị lực Hào đứng đầu trong danh sách các nguồn tự nhiên của kẽm và các khoáng chất tốt cho mắt. Chỉ cần bạn ăn hai con hào cũng đã đủ cung cấp kẽm hàng ngày giúp giữ bóng mạc của mắt cũng như cải thiện thị lực một cách rõ rệt. 5. Cải thiện tâm trạng Do hàm lượng kẽm được tìm thấy trong hào khá cao nên chúng được biết đến là một loại thực phẩm giúp ổn định tâm trạng khá tốt. Kẽm được xem là một khoáng chất cần thiết. Bởi vì nó không được lưu trữ trong cơ thể và cần phải được tiêu thụ thông qua con đường ăn uống một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ American Journal of Clinical Nutrition đã cho thấy tăng nồng độ kẽm trong máu ở trẻ em có liên quan đến việc giảm lo âu và giảm thiểu mức độ trầm cảm. 6. Tốt cho da. Khoáng chất kẽm có trong hào đóng vai trò to lớn trong việc cải thiện làn da của bạn bằng cách giúp tạo ra và thúc đẩy collagen một cách hiệu quả mà collagen thì được xem là rất quan trọng đối với việc hỗ trợ cấu trúc làn da và làm giảm chảy xệ. Nó cũng sẽ giúp duy trì móng tay chắc khỏe hơn, đồng thời giữ cho da đầu và tóc khỏe mạnh hơn bao giờ hết. 7. Đảm bảo sự khỏe mạnh cho hệ thống mạch máu. Hào cũng được xem là một nguồn dồi dào vitamin C -E và nó giúp chống lại bệnh tim mạch nhờ vào việc kích hoạt các coenzyme mà cơ thể cần để tạo ra nozepify. Hào cũng chứa khá nhiều chất như axit béo omega 3, kali, magie và tất cả chúng đều được biết đến là có khả năng làm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ đồng thời cũng khá hiệu quả trong việc làm giảm huyết áp. 8. Thúc đẩy năng lượng. Hào có chứa một lượng lớn vitamin B12, giúp tăng cường năng lượng và biến những thực phẩm mà chúng ta ăn thành năng lượng. Hào cũng chứa một lượng chất sắt giúp vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể nhằm cung cấp năng lượng. 9. giúp xương vững chắc. Hào và những loài động vật thân mềm khác chính là một nguồn phong phú của các loại khoáng chất như selin đồng, sắt, kẽm, pho và canxi. Tất cả chúng đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xương chắc khỏe cũng như là giảm các bệnh do thoái hóa xương gây ra 10. tốt cho sức khỏe tình dục kém giúp cơ thể sản xuất ra test tốt te dôn. là một hormone quan trọng trong việc điều chỉnh ham muốn tình dục ở cả phụ nữ và nam giới ở nam giới nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khoáng chất này có thể giúp cải thiện số lượng và khả năng bơi lội của tinh trùng. Ở phụ nữ, kẽm có thể giúp ích cho buồng trứng và từ đó giúp cân bằng, cũng như điều tiết sự kết hợp của estrogen, progesterone và testosteron. Vậy nên, hào chính là một nguồn thực phẩm khá tốt cho sức khỏe tình dục. Với những lợi ích nêu trên thì bạn còn trần trừ gì nữa? mà không bổ sung hào vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình ngay thôi nào. Lưu ý, người bệnh chỉ nên ăn hào hai lần một tuần và mỗi lần ăn từ 4 đến 5 con hào là vừa.